Thế của U23 bữa nay có lẽ là có nhiều bà con phải nghỉ, cũng nghỉ làm phải không? Vâng, thưa quý khán giả, không có lời gì để nói lên hơn. Tất cả những cái hình ảnh ngày hôm qua đã nói lên tất cả cái sự thật. Và chúng tôi mới có cái bài viết là ai là người chiến thắng, ai là người thật sự rằng là vô địch Á Châu. Một cái sự rất là gọi là chỉ còn một cái 1 phút 32 giây nữa là chúng ta đi vào đá luân lưu, và khi vào đá luân lưu có thể rằng là chúng ta sẽ làm lại cái lịch sử, và cái lịch sử đó thưa quý khán giả rất là khó mà gọi là cú đúp là hai cái đáng lẽ triple, Mỹ nó gọi là triple tức là try, tức là số 3 lần, và chúng tôi cũng hy vọng như vậy và tất cả mọi người đều hy vọng thế, nhưng mà cái niềm hy vọng nó tan đã tan biến. Cái người mà phải công nhận rằng huấn luyện viên bên đó, ông bầu bên đó, nó cũng rất là giỏi. Tại sao? Là tại vì đó chỉ còn có khoảng hình như là 5 phút hay là 4 phút ông thay người cuối cùng, tức là có quyền được thay. Và cái anh này là cao nhất ở trong cái số cái đoàn và lại người là mới nhất, thành ra ra cái chủ trương của ông huấn luyện viên của đội Uzbekistan á, là nhắm vào cái thành phần là lợi thế cái chiều cao, thứ hai là lợi thế về cái sức khỏe, là tức là mới vừa mới ra trận. Trong khi cầu thủ của chúng ta thì gần tới 120 phút rồi, 119, gần tới 119 phút rồi, thành ra chắc chắn là phải mệt mỏi, và cái thời tiết nó không thích hợp với lại người Việt Nam đó. Và những cái lợi điểm đó ông huấn luyện viên ông đã tung vào giờ phút cuối cùng là cái cầu thủ mới, chúng tôi quên mất tên của anh ấy, là có thì anh ta vào và anh đã lợi dụng trong cái lúc mà hỗn loạn ở khung thành, anh đã dùng cái đầu để đánh vào. Đứng ở trong đó là anh ta có một cái vị thế vượt trội, tức là cao hơn bất cứ một cầu thủ nào ở trong đó, kể cả cầu thủ của Uzbekistan. Đó là một cái lợi thế. Và thưa quý khán giả, trước khi mà chúng tôi phân tích thêm chi tiết thì chúng tôi trước hết là lý do mà tại sao mà chúng tôi làm một cái livestream này là thưa quý khán giả. Chúng tôi là muốn cho tất cả mọi người biết rằng cái cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại không phải là tất cả đều có một cái thành kiến xấu với nhà nước Việt Nam. Bằng chứng là trong cái livestream ngày hôm qua, chúng tôi đi vào cái hội cái chợ Tết ngày hôm qua, quý vị đã nhìn thấy rằng tôi đứng tôi nói chuyện với anh em HO đang đánh cờ tướng. Anh em có người còn nói chuyện với tôi, còn khen tôi nữa. Cái phóng sự Trường Sa của anh là rất là hay. Nhưng mà tại sao mà anh không có nói thêm cho biết là mình có lại có 21 đảo, mà trong đó nó có gần khoảng chừng 80 cái đảo. Đấy. Thì chúng tôi có giải thích cho anh ta, mình là có nhiều nhất. Thế nhưng cái chuyện đó chúng tôi sẽ nói về chuyện khác, chúng tôi chỉ mang lên cho quý vị khán giả thấy rằng nếu mà thật sự bằng KBC hải ngoại đó mà bị 99% cộng đồng mà tẩy chay thì chắc chắn là chúng tôi không có thể đứng nói chuyện với anh em HO được. Và trong số những người Việt Nam Cộng Hòa đang ở Hoa Kỳ đây và ở các nơi trên thế giới, họ vẫn có một cái lòng hướng về đất nước, nhưng mà chỉ vì những cái gọi là cái hành động rất là xấu xa, bỉ ổi, bịa chuyện, sẵn sàng bêu xấu đời tư của người ta lên, thành ra người ta rất sợ. Nhất là những cái đài phát thanh trước đây khoảng chừng 10 năm á, ở cộng đồng Việt Nam nó có một cái sự vấn nạn là những cái đài phát thanh ở đây này buổi tối lên trên nó mang người ta ra chửi. Đài thì sống trên đất Mỹ, ông Vạn Võ vừa chào cờ xong thì là gọi vào điện thoại vào liền chửi Nguyễn Phú Hùng ngay lập tức. Tôi bảo cảm ơn, trước khi chửi Nguyễn Phú Hùng lại có cái lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nữa, cũng vinh dự thật. Thì nhà thành ra bây giờ chúng tôi muốn làm cái phóng sự này để cho quý vị thấy rằng có lẽ là KBC hải ngoại là một cái đài gọi là
chung được tất cả những cái tin tổng hợp hầu hết của các đài chính thống trong nước. Từ video cho tới bài viết, quý vị vào nhìn coi. Có một cái đài chuyên đài nào ở nước ngoài mà có nhiều được bài vở như là KBT Hải Ngoại từ video cho tới bài viết. Và chúng tôi đã có những bài viết, chúng tôi đặc biệt cảm ơn The Little Sài Gòn TV. Để chúng tôi gọi Đoàn Trọng là Nguyễn Phương Hùng số thứ hai của cái cộng đồng này. Bởi vì Đoàn Trọng dám đưa một cái chương trình mà dị ứng với hầu hết tất cả các chương trình khác. Thì mới dám phân tích ngay trong cái trận đánh qua với thắng Qatar. Trong khi cộng đồng, kể cả tờ báo người Việt cũng im lặng, không một tờ báo nào dám nói gì hết. Thì đó là cái vinh danh thứ nhất. Vinh danh thứ gì là tờ báo rất là ngạc nhiên, tờ báo Kali Today ngày hôm qua. Tờ báo Kali Today á, ở trên San Jose là một tờ báo chuyên môn nói xấu về Việt Nam và đăng những tin tiêu cực về Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm qua đó, tờ báo Kali Today đã viết một cái bài rất là hay. Nói về là cái đội tuyển U23 của Việt Nam mới là chính thức là một cái đội vô địch trong lòng mọi người. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn lên đây để chia sẻ. Và ngày hôm nay, tờ báo Người Việt tuần trước không dám đăng tin chiến thắng Qatar, nhưng lại rồi trở lại đăng cái tin Việt Nam thua trận. Mặc dù cái nội dung thì họ cũng viết rất là bình thường. Nhưng mà chúng tôi đặt câu hỏi ở đây, tại sao chiến thắng không dám đăng mà chờ để bị thua rồi lại đăng? Đấy. Thì những cái bản tin như vậy, nó làm tin như vậy, nó thiếu một cái sự đạo đức. Những cái tin gì có lợi cho phe ta, chúng tôi xin lỗi, đóng vào một ngoặc kép thì là đăng. Còn những cái phim gì bất lợi cho phe ta thì lại không đăng. Đồng ý mình làm báo vì kinh tế, nhưng mà không phải vì hèn tới cái mức mà vì kinh tế mà không dám nói lên cái sự thật. Cái chuyện gì sự thật, đừng có đem chính trị vào trong bóng kê thể thao. Và ngày hôm nay, vâng, Phan Nam, chúng tôi nghĩ rằng là môn bóng tròn này đã kết nối được tất cả những người Việt Nam trên hải ngoại. Và không những vậy, chúng ta còn kết nối được một cái tình thương của các cộng đồng Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung và toàn thế giới đang nhìn về Việt Nam với một hình ảnh rất là tích cực. Và họ đang nhìn thấy, bởi vì sao? U19 là một cái mốc điểm rất là tốt để cho những các cầu thủ này sẽ là đại diện quốc gia, mặc màu áo quốc gia. Biết đâu rằng trong Thế vận hội kỳ tới, thường thường đó là World Cup nó có 4 năm một lần, thì năm 2018 này tới năm 2022 mới có lại World Cup. Thì năm 2022 là 4 năm, thì cầu thủ lớn tuổi nhất của chúng ta là 27 tuổi vẫn có cơ hội. Nhưng mà trong giữa cái xen kẽ của cái giải túc cầu thế giới đó, thì lại có một cái nữa là giải Olympic. Cái Thế vận hội Olympic cũng rất là quan trọng. Thì năm 2020 chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ, những U23 này sẽ trở thành những cầu thủ xuất sắc của cái bóng tròn thế giới vào Thế vận hội. Hoặc là năm 2020 là của FIFA, tức là túc cầu. Thì cái vấn đề bóng đá ở đây đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái chuyện nhân tiện nói chứ bóng đá, chúng tôi xin phân biệt. Bóng đá là một cái danh từ chứ không phải động từ. Người ta đi đá bóng, đi đá bóng thì đó là một cái động từ, nhưng mà không thể dùng vào cái danh từ đi xem đá bóng được. Đấy. Mà chúng ta nên nói, tại vì xem là động từ, đá là động từ, thì nếu xem đá bóng tức là hai cái động từ đứng cạnh nhau. Đấy. Thì cũng giống như Việt Nam mình có những cái chợ động từ đấy. Ví dụ như tôi đi ăn cơm, ăn cơm thì phải ngồi, làm sao mà tôi đi, đi ăn cơm đây có nghĩa rằng là chúng ta là
chuẩn bị đi vào cái bữa cơm, chứ không phải là đi lên trên mâm hay là vừa đi vừa ăn đấy. Thì có những cái nhiều người rất là nhạy cảm, rất đặt cái vấn đề đá bóng, bóng đá này, tại sao các bác chiếc xin lỗi là Việt Cộng để xài chữ bóng đá. Bóng đá đây là cái tên của một cái, tại sao gọi bóng chuyền mà không gọi là chuyền bóng, tại sao gọi bóng rổ mà không gọi là rổ bóng. Đó là cái những cái điều mà chúng ta cần phải, đôi khi chúng ta để những cái nhạy cảm của chúng ta quá nặng ở trong đầu óc, thành ra chúng ta không nhìn thấy cái sự sáng suốt ở trong cái sự phân tích cái từ ngữ của Việt Nam. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ đều giống như nhau, nhưng mà đá bóng hay là ném bóng nó lại khác. Đấy, thành ra có phải phân tích ở chỗ đó, nhưng mà đừng cứ vì cái vấn đề mà người trong nước người ta sử dụng cái danh từ này thì mình không cho. Và đá bóng thì không phải là danh từ, bóng đá mới là danh từ. Danh từ là một tên của môn đá banh, okay. Và bóng chuyền là môn của tên của môn đánh thảy bóng. Và bóng rổ cũng vậy. Bây giờ thì chúng tôi xin được xin lỗi quý vị. Tôi lại có vẻ là dẫm chân lên những nhà ngôn ngữ học, hoặc là ông Bùi Hiến sắp sửa đổi cái ngôn ngữ thì không biết là ông Bùi Hiến ông sẽ gọi là cái gì đấy và viết như thế nào nữa. Thì lý do mà chúng tôi muốn phải nói chuyện với quý khán giả đây là chúng tôi muốn tìm một cái công đạo cho U23. Và có thể nói rằng trên thế giới chúng tôi đã từng đi đón đoàn Lakers, chúng tôi đã từng đi xem những cái truyền hình đón những cái cầu thủ hoặc là những người vận động viên mang lại những cái thành tích, kể cả thành tích mà huy chương vàng cũng không được tiếp đón như ở Việt Nam. Có thể nói là những cái thành tích của những cá nhân xuất sắc nó không có nổi bật bằng cái mà đại diện mang màu cờ sắc áo của quốc gia. Và hai nữa, ví dụ như đội Lakers nó chỉ tượng trưng cho cái thành phố Los Angeles mà nó không tượng trưng, không có biểu tượng cho một nước Mỹ, dù họ vô địch cả nước Mỹ nhưng mà vẫn sự tiếp đón cũng không có được như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng tôi xin nó muốn là quý vị phân tích đây, chưa bao giờ chúng tôi thấy rằng một cái, chúng tôi xin lỗi phải dùng cái đám đông mới được, cái đám đông vĩ đại mà các lãnh đạo Việt Nam lại hòa mình vào trong cái đám đông như vậy. Ý chúng tôi muốn nói là cái sự an toàn cho bản thân của các lãnh đạo đó. Thí dụ như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông đi trong hàng người tới ông choàng vòng hoa cho các vận động viên ở trong cái sảnh khách ở trong phi trường Nội Bài, sân bay Nội Bài. Thì quý vị thấy rằng lúc mà đi ra ngoài ông vẫn đi chung với tất cả mọi người, ông hòa đồng với tất cả mọi người. Các lãnh đạo Việt Nam và trên thế giới, quý vị nhìn thấy một cái sự khác nhau ở chỗ đó. Chưa có một lãnh đạo thế giới nào mà dám đi ra ngoài đường mời như vậy. Các ít nhất là 20-30 ông FBI hay là ông an ninh của các nước đó phải đi bảo vệ. Tới mà Đức Giáo Hoàng mà còn phải để cái xe lồng kính, trong khi chúng ta quý vị thấy lãnh đạo mình đi rồi, khi mà tới mà đón chỗ mà phủ chủ tịch, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, quý vị thấy rằng rất là hòa mình với tất cả mọi người đó. Nhưng mà cái điều rất là hay, có lẽ là chúng tôi không ngờ tới được, đó là trước khi vào gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì đoàn bóng đá U23 đã vào Lăng Bác để dâng hương báo công, tức là cho bác biết rằng các cháu đã mang tới hãnh diện cho đất nước Việt Nam, cả thế giới nhà này biết Việt Nam. Ngày xưa đó, trong chiến tranh Việt Nam, hỏi tới Việt Nam, nhiều người Mỹ họ nói, Where is Vietnam? Việt Nam là ở đâu?
nhiều người còn không biết Việt Nam là cái gì nữa. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì tất cả thế giới đều biết Việt Nam và tất cả mọi người đều nhìn về Việt Nam, mặc dù 20 năm từ khi mà người Mỹ giải tỏa cấm vận và tái lập băng rào dưới thời Tổng thống Bill Clinton thì hầu như thế giới đều biết Việt Nam. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn nói nhấn mạnh thêm điểm, ngày hôm nay thế giới còn biết Việt Nam nhiều hơn nữa qua U23. Các em không mang về một cái cúp, nhưng mà các em đã mang được một cái cúp tinh thần cho tất cả hơn 94-98 triệu dân Việt Nam. Tất cả những người Việt Nam nào còn mang cái dòng máu Việt Nam, còn mang cái dòng máu máu đỏ da vàng, còn vỗ ngực nói rằng tôi là người Việt Nam thì phải hãnh diện với những cái gì U23 đã làm được cho đất nước. Vâng, thưa quý khán giả, nói đến U23 ngày hôm qua, trước khi vào Lăng Bác để báo công, các em đã đứng xếp hàng làm lễ chào quốc kỳ, tất cả mọi người đều hát vang lên bản quốc ca Việt Nam rất là hùng tráng, trong một không khí rất là cảm động, bởi vì chúng ta đã hát trong bằng tất cả trái tim của những U23 và trái tim của tất cả mọi người ở trên toàn cõi Việt Nam. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh không được đón tại sân bay, nhưng mà đó, cái phố đi bộ Nguyễn Huệ đã để cái hình như là, nếu chúng tôi đoán đếm không lầm, là 5 cái big screen từ cái tượng đài Bác Hồ đi vòng ra tới bến Chương Dương, tức là cái bờ sông Sài Gòn, 5 cái big screen để giữa đường và tràn ngập một cái quảng trường màu đỏ. Đó là những cái hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất nhạy cảm với cộng đồng người Việt hải ngoại. Và đó là những hình ảnh không dám được đưa lên trên các đài truyền hình ở hải ngoại này. Nhưng KBG hải ngoại đã hãnh diện làm được cái điều đó, đã truyền tải được những cái hình ảnh, những video, những cái bài viết về U23. Và một cái tin nữa rất là đáng nhẽ ngày hôm qua chúng ta làm một ngày vui, người ta gọi là, người Mỹ nó gọi là double pleasure, tức là một ngày gọi là vui, hai cái niềm vui, đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng sinh nhật của anh. Giá mà chúng ta đoạt được cúp vô địch về vật chất, tức là cái cúp thật sự, chúng ta sẽ có một cái cúp thật và chúng ta một cái cúp tinh thần, cộng thêm một cái sinh nhật của Bùi Tiến Dũng. Nhưng mà bác nói cho Bùi Tiến Dũng thế này nhá, cháu phải hãnh diện rằng cháu là một người Việt Nam duy nhất trên thế giới được 1 triệu người hát Happy Birthday. Quý vị đồng ý không? Nếu quý vị đồng ý, xin thả những trái tim lên cho chúng tôi. Vâng. Đó là một những trái tim để chúc mừng cho Happy Birthday của Bùi Tiến Dũng. Sao không ai thả gì hết vậy? Hình như các bạn đang bận chat với nhau cái gì mà. Happy Birthday Bùi Tiến Dũng. Hơn 90 triệu người đã hát Happy Birthday theo VTV6, VTV6 và những đài truyền hình đã hát cho Bùi Tiến Dũng. Một cái sự hãnh diện và một cái sự gọi là rất là xúc động. Những cái giọt nước mắt của Bùi Tiến Dũng khi trả lời phỏng vấn của VTV6, những cái giọt nước mắt của Lưu Xuân Trường khóc khi trả lời VTV6, ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy rằng dù thắng hay bại, chúng ta đã có được một cái cúp gọi là cúp, ở bên không biết Việt Nam gọi là cúp gì, bạn nào có thể giúp được tôi, đó là cúp đá banh nhã nhặn nhất. Cảm ơn chuyên cảm. Cái cúp đó mới là thật sự là cái cúp
vô địch. Bởi vì chúng ta nhìn thấy trận đánh. Trong cái trận đá đó, những người bên kia thể lực họ đã mạnh. Và quý vị biết nước Uzbekistan nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cả trên Afghanistan nữa. Nó nằm ở gần sát bên dưới là Tân Cương với lại bên Đông Âu với nước Nga. Trên nó rất là lạnh. Vâng, tôi có nói lại rồi, Lương Xuân Trường. Thì họ, cái thể lực của họ và họ từng đá với một cái thời tiết khắc nghiệt ở dưới 0 độ. Nhưng mà có lẽ đây là cái trận đấu đầu tiên trong lịch sử của bóng đá thế giới là đã dưới tuyết. Đáng nhẽ ban tổ chức chịu khó, gọi là chịu những cái thiệt hại để mà gọi là tái tổ chức lại cái bữa khác như ngày hôm nay hoặc là ngày hôm sau. Vé thì đương nhiên là khán giả có thể giữ cái vé đó vào trở lại được. Và ban tổ chức đương nhiên sẽ phải thua thiệt một phần nào tài chính bởi vì đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà có lẽ là chúng tôi không dám nói, phải chăng người Trung Quốc họ không hãnh diện với Việt Nam, hay là họ muốn Uzbekistan sẽ thắng. Nhưng mà tất cả mọi người đã lầm. Bởi vì các em đã đứng vững trên đôi chân của các em 118 phút rưỡi. Chỉ còn 1 phút 32 giây thì như là chúng tôi đã nói, một cầu thủ mới tinh được thay đổi và anh ta là cao nhất trong tất cả chỗ, trong số mà 20 người đang đá ở ngoài sân. Và anh ta dùng cái lợi điểm đó, dùng đầu để đánh vào cái lưới của Bùi Tiến Dũng. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải chúc mừng và chúng ta rất hãnh diện. Bởi vì cái sự hãnh diện đó mà đất nước mình vẫn tiếp đón các cháu ngoài một cái sức tưởng tượng. Đài VTV6 đã phải xin lỗi khán giả rằng họ nói rằng họ không ngờ một cái số đông như vậy làm nó gián đoạn tất cả cái những cái chương trình của họ. Họ đã tung tất cả phóng viên ra từng đoạn đường là những đoạn như cầu Nhật Tân, những cái đoạn ở ngay ở sân bay Nội Bài và những cái đoạn và trên đường đi họ có những phóng viên họ trải dài ra rồi. Nhưng mà làn sóng người chúng tôi, người ta lụt về nước, bây giờ chúng tôi gọi là chúng ta lụt về người. Hà Nội ngày hôm qua không có lụt vì mưa, vì bão, mà ngày hôm qua đã lụt vì làn sóng người. Lần đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam và trên thế giới, chưa có một đoàn cầu nào mà thua trận hoặc là thắng trận đi nữa được tiếp đón như vậy. Và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thay vì chương trình là 2 giờ chiều, sẽ đón đoàn U23 tại phủ Thủ tướng. Và ông phải chờ tới 5 giờ rưỡi chiều đoàn mới về tới nơi. Và tất cả những cái chương trình đã bị trì hoãn và đình hoãn hết, là như chương trình gala tại sân Mỹ Đình. 80.000 vận động viên ở trên sân vận động Mỹ Đình để đón chào. Và họ vẫn kiên nhẫn, tất cả mọi người đều kiên nhẫn bởi vì mọi người đều thông cảm. Tất cả các cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng an ninh đã được tung ra hết tất cả khắp nơi. Về cả cái những anh em đoàn thanh niên xung phong đã được mặc quần áo màu xanh giống như chúng tôi đây. Đấy. Cái màu xanh của đoàn thanh niên xung phong, các bạn hiểu ý tôi nói rồi. Các cháu đã tình nguyện đứng nắm tay với nhau để làm một cái hàng rào. Nhưng mà cái sức người vẫn là chúng ta chưa thấy rằng có một nước nào. Mà chúng tôi nghĩ rằng an ninh Việt Nam cố tình. Không phải là họ cho phép, nhưng mà họ không thực thi đúng như cái tiêu chuẩn. Nhiều người ấy nói ui Việt Nam là vô trật tự, không phải.
anh em tất cả mọi người thông cảm cho cái tinh thần của yêu nước của mọi người. Đó là một cái tinh thần biểu lộ cho cái sự yêu nước, chứ không phải là chúng ta vô trật tự. Ở bên Mỹ chúng tôi nhìn thấy cảnh sát lọc những cái, làm những cái hàng rào dài, mà chúng ta biết một cái đoạn đường 30 mấy cây số từ sân bay Nội Bài về tới phủ thủ tướng, chấm dứt ở chỗ đường Hùng Vương. Chúng ta thấy rằng như vậy đông, nghĩa là đông không thể nào mà diễn tả nổi. Chúng tôi nhìn ở chỗ cầu Nhật Tân, nhích những đoàn xe đi trước mà tới gần tới là 2 tiếng đồng hồ thì đoàn xe của VTV, hệ thống truyền hình VTV đã làm một cái 2 cái xe mui trần để chở các U-23 của chúng ta. Họ nhích từng bước mà cái tài xế đã được dặn rằng cố gắng đừng có chạy nhanh, chạy thông thả vừa phải để cho dân chúng còn được vẫy tay chào hoặc là ném những cái confetti, tức là những cái giấy cắt ra để tung lên. Tất cả mọi người mừng, nhưng mà cái lời dặn dò đó đã trở thành vô hiệu nghiệp, bởi vì làn sóng người đã cản cái làm chiếc xe không thể nhúc nhích được. Thì chúng tôi không thể tưởng tượng được những cái hình ảnh đó. Chúng tôi, nếu, xin lỗi quý vị, nếu mà chúng tôi không nói chắc quý vị cũng biết, nhưng mà khi mà chúng tôi nói như vậy, khi mà tôi mà nói như vậy, có lẽ nhiều người biết hơn và đồng ý hơn. À, cái ông nhà báo này, kể ra ông nói cũng đúng đấy chứ. Thì đó, thưa quý vị, chúng tôi chỉ nhìn qua hình ảnh của truyền hình. Chúng tôi nghĩ rằng á, ngay chúng ta được cái may mắn chúng ta ở nhà, chúng ta xem truyền hình, nó rõ hơn là chúng ta có mặt tại đó. Tại vì lúc ở cái hoàn cảnh đó, đó thì cái phóng viên này ở đây là ở đây thôi, chỉ biết cái khúc đó. Ở kia là ở kia thôi, chỉ biết khúc đó. Nó không có thể nhìn được toàn diện. Và tất cả những người ở trong cái phòng trường quay của VTV6 cũng vậy. Họ ngồi trong đó họ cũng chỉ nhìn qua những cái hình ảnh của cái máy truyền hình. Nhưng mà họ thua chúng tôi ở chỗ là họ chỉ được xem cái đài VTV6, chúng tôi được xem nhiều. Ví dụ như đoàn mô tô, đoàn xe mô tô. Và đoàn xe mô tô đó đã được chính Bùi Tiến Dũng live stream. Và chúng tôi dùng cái live stream của Bùi Tiến Dũng. Và chúng tôi, thưa quý khán giả, chúng tôi được rất nhiều anh em xin cảm ơn U23 là đã gửi rất nhiều live stream cho KBC Hải Ngoại. Các em biết KBC Hải Ngoại là tiếng nói thật sự, chuyển những thông tin ở trong nước. Các em đã liên lạc và chúng tôi đã liên lạc với U23 là chúng tôi theo dõi lẫn nhau và chúng tôi thông báo lẫn nhau. Không cần phải kết bạn, tại vì các em nói là có nhiều người kết bạn quá rồi.